Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình iGov mà các bạn claim được top 400 token UBF nha các bạn. Chương trình iGov này nó sẽ phân phối vào ngày 1 bắt khởi. Chương trình iGov này kết thúc vào ngày 1 tháng 12 năm 2020 các bạn. Giờ nó phân phối vào ngày 6 tháng 12 năm 2020 các bạn. Với điều kiện các bạn tuyển được 3 ghép. Phải các bạn tiện 3 ghép nha các bạn. Đây thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh Telegram của nó nè. Rồi các bạn follow Twitter nha các bạn. Follow Instagram, subscribe kênh YouTube, đăng ký kênh YouTube các bạn. Còn cái Medium này thì các bạn phải phát IP nha các bạn. Mình hướng dẫn các bạn phát IP nha các bạn. Rồi các bạn mở đích cái phần link mô tả, mình tải về một phần mềm là Tool VPN các bạn. Phần mềm này là phát IP miễn phí nha các bạn. Rồi các bạn chờ nữa. Nó mở ra nha các bạn. Policy nè. Ok. Các bạn phát IP qua Hoa Kỳ các bạn mới có thể follow Medium được các bạn. Các bạn nhấp vào vô gạch trên đây nè các bạn. Các bạn. Lâu mình cũng không có xài phần mềm này nữa. Trước kia mình hát chép gì đủ kiểu chứ giờ mình là biến đâu ta, chứ nó không ăn ta. Tất cả các bạn chọn mũi tên các bạn chọn vào Hoa Kỳ nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm vào connect. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản, các bạn cho quyền ứng dụng truy cập nha các bạn. Khoan các bạn chờ một chút xíu. Rồi không được phép các bạn cấp quyền cho nó các bạn. Rồi các bạn mở ra, rồi các bạn bắt đắp lại các bạn. Rồi các bạn mở Tool VPN lên lên. Rồi chờ nó phát IP chút xíu nha các bạn. Ok, Tool VPN đã ok. Là nó phát cái ID của mình qua Hoa Kỳ bên nghe ta các bạn. Rồi các bạn chờ nó cái tool này nó chạy một chút xíu nghe ta các bạn. Lâu ta. Rồi như vậy mình đã phát cái bi thành công rồi các bạn. Rồi các bạn bắt đầu. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn follow Medium này các bạn. Các bạn phát cái bi follow Medium mới được. Cái này các bạn không cần vào rồi bạn follow nha bạn. Medium lock lâu quá. Rồi các bạn follow Medium rồi bạn bắt đắp lại nha bạn. Bắt đắp lại cái link form hồi nãy. À, phải các bạn thông cảm nha bạn. Giờ nha các bạn, câu hỏi thì mình có đẩy phần link trong cái link channel Telegram các bạn. Mà bạn mở cái vào nhóm các bạn copy nha các bạn. Khoan, để mình mở Telegram của mình ra các bạn. Rồi các bạn join vào câu, các bạn copy những câu hỏi mình đáp án, mình đẩy phần link trong dưới phần link mô tả, hoặc các bạn join vào cũng được nha các bạn. Các bạn copy của số 1 nữa. Sao chép các bạn, sao chép này các bạn. Đây nha các bạn. Tới đây luôn nha các bạn. Rồi các bạn sao chép đó nè. Rồi các bạn trở về một cái team form hồi nãy nha các bạn. Các bạn bắt cái team form vào đây nè. Câu hỏi vào đây nè. Câu số 1 nha các bạn. Rồi câu số 2 thì các bạn cũng tiếp tục. Các
các bạn copy câu số 2 từ chỗ này nè. Copy đi nè. Các bạn sao chép lại nha các bạn. Các bạn bắt vô đây nè. Tại sao cái form kỳ. Câu số 2 các bạn bắt vô đây nha các bạn. Rồi các bạn copy câu số 3, số 4 thì như vậy các bạn. Rồi câu số 5 thì các bạn nhấp vào Uniswap các bạn. Rồi các bạn điền thông tin lên các bạn điền mở địa chỉ chocolate mail chocolate các bạn copy địa chỉ ETH của mình nè các bạn. Các bạn chụp xíu nha tất cả các bạn. Rồi. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH của mình nè. Sau khi mình phát copy cái trình duyệt ROM của mình nó không phản hồi các bạn ơi. Rồi các bạn bắt vào đây các bạn. Đâu rồi ta? Các bạn bắt địa chỉ EC20 vào đây các bạn. Rồi các bạn điền username tay word của tất cả các bạn vào nè. Cộng Nemo là cái mã giới thiệu của mình luôn các bạn. Ngọc Anh. Rồi username Telegram thì các bạn vào setting copy username Telegram cộng anh 1133 nè. Rồi username Medium thì các bạn cũng vào vào Medium lấy. Rồi nha các bạn, đây thì username Medium thì các bạn cũng cứ điền vào trang cá nhân của mình, copy username Medium các bạn, username Instagram của mình. Rồi đây thì đường link YouTube của mình các bạn, còn đây cái đường link retweet nha các bạn. Rồi mã giới thiệu này thì các bạn điền giùm mình a cộng MMO của anh các bạn. Vậy máy mình nó bị đứng hoài nên mình kết thúc video tại đây các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo từ mình nhé.